Thưa phu nhân, bạn đồng hành của bà đã sẵn sàng. Cậu chủ rắc rối. Rắc rối có một cuộc sống sang trọng. Chào buổi sáng cậu chủ rắc rối. Chỉ có một vấn đề. Tôi có tin buồn muốn thông báo. Tôi sắp tạch. Giờ đây, chú chó này sẽ phải ra đường. Tôi không phải là chó hoang. Và ở ngoài này không chăn êm nệm ấm. Giờ cậu cũng là chó lang thang như tôi. Cô không hiểu, tôi là kiểu chó nhà, được ngủ trên gối và đánh răng ngày 2 lần. Chúng ta đã có linh mời. Các cậu làm gì vậy? Chúng tôi cần phải biết chút thông tin cơ bản về cậu chứ. Để đánh giá nguy hiểm, chúng tôi sẽ ngửi mông. Cô gái này có những ước mơ lớn. Tôi muốn làm ca sĩ. Em có nhà không? Có lẽ chị phải đem em theo rồi. Nhưng không có tiền để thực hiện. Chỗ nào vậy ta? Không có quản gia, đó là một điểm trừ. Mọi thứ ở trong một căn phòng. Mình được cứu bởi một người rất là nghèo. Hai nhân vật này có một cuộc đời để sống, nhưng gã này sẽ không cho họ được như ý. Tôi đã có manh mối từ một nguồn đáng tin, đó là sao? Hình như có kẻ dẫm lên hạt dẻ của ta. Lựa chọn duy nhất bây giờ chính là biến cậu thành một con chó chính hiệu. Và cậu sẽ cần phải học cách sủa, cắn và chiến đấu. Dứt cuộc. Nghe lời các em, chúng ta phải đi tìm rắc rối. Ngươi gây lộn nhầm chó rồi. Chú chó rắc rối. Galaxy hân hạnh phát hành.